và bây giờ sẽ là đối đầu với đối thủ đầy duyên nợ của câu lạc bộ Hà Nội. Như vậy là hiệp một của trận đấu giữa Hà Nội và Hoàng Gia Lai đã được bắt đầu. Trong hiệp một của trận đấu này, câu lạc bộ Hà Nội ra sân trong bộ trang phục áo tím quần trắng sẽ chấn giữ khung thành phía bên trái màn hình của quý vị và các bạn. Và đó không phải là một tình huống dứt điểm có thể làm khó với thủ môn Bửu Ngọc. Bùi Ngọc Việt Anh và Đinh Tiến Thành đã chơi trên sân Cẩm Phả. Bên Chu Đình Nghiêm trong 2 tháng vừa qua đã phải rèn cho Đỗ Văn Toàn khá nhiều. Ta sẽ chờ đợi quả đá phạt của Triệu Việt Hưng. Damian Milovic. Rồi! Pha xoay người và dứt điểm ngay là của Chevy. Rõ ràng là sự trở lại của Damian Milovic đem lại cho huấn luyện viên Lee Tae-hoon nhiều giải pháp, không chỉ trong phòng ngự mà ngay cả trong những phòng cố định, khi mà chiều cao của Damian Milovic sẽ là một trong những điểm nhấn ở những tình huống bóng bổng. Không có Damian Milovic, hàng phòng ngự của Hoàng Anh Gia Lai đã chơi vô cùng chuyền choạc tại vòng loại cúp quốc gia. Quang Hải. Đã có phản ứng và sẽ phải có thẻ phạt. Thẻ vàng dành cho A Hoàng. Trong 3 năm trở lại đây thì tất cả những lỗi phản ứng mạnh như thế này đều sẽ bị các trọng tài xử phạt nghiêm khắc. Thẻ vàng đầu tiên của trận đấu này, và đó có thể coi là một thẻ vàng không đáng có đối với hậu vệ của Hoàng Gia Lai với một trận tranh chấp ở khu vực giữa sân. Trả bóng ngược lại tuyến hai, không được. Có rất nhiều những giải pháp dành cho câu lạc bộ Hà Nội từ những đường cố định. Vừa rồi là cú đá được thực hiện với Đức Huy. Đội hình xuất phát của câu lạc bộ Hà Nội ở trong trận đấu này gồm có thủ môn mặc áo số 30 Nguyễn Văn Công, cao thủ số 4 Nguyễn Văn Dũng, số 6 Đỗ Văn Toàn, số 8 Moses, số 9 Rui Mario, số 10 Nguyễn Văn Quyết mang băng đội trưởng, số 15 Phạm Đức Huy, số 16 Nguyễn Thành Trung, số 19 Nguyễn Quang Hải. Vẫn còn Rui Mario phối hợp Guma. Guma là đồng vua phá lưới của những đội của giải ngoại. Sai lầm, và đó là cú sút thẳng về khung thành của Bửu Ngọc. Vẫn là những tình huống dứt điểm thuộc về đội chủ nhà. Chỉ một thoáng lập bập của A Hoàng thôi là đủ để cho Đỗ Hùng Dũng có được cơ hội. Bóng vàng Việt Nam 2019 đã dứt điểm một chạm nhưng đáng tiếc là trái bóng lại đi trên cột dọc. Với tổng số mà chúng ta được thấy thì Hoàng Anh Gia Lai đã đang có một tỷ lệ kiểm soát bóng tốt hơn so với đội chủ nhà, điều hiếm thấy trên sân bóng đấy. Hùng Dũng khoảng trống, cơ hội dành cho cầu thủ Hà Nội. Đó là pha phối hợp giữa Hùng Dũng và Văn Quyết. Mọi thứ có thể thay đổi bất cứ lúc nào bằng những khoảnh khắc lóe sáng của các ngôi sao. Và đó là giá trị của một trận đấu được coi là kinh điển của V-League vào thời điểm này. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha phối hợp giữa Hùng Dũng cùng Văn Quyết ở phía trong. Nhưng trước đó là cú thả bóng thông minh và tạo ra độ bất ngờ của Quang Hải. Tỷ lệ kiểm soát bóng của Hoàng Gia Lai tốt hơn. Bắt dự bị cho Bình Ngọc ở trận đấu này là thủ môn Lê Văn Trường. Cơ hội dành cho Văn Quyết, bắn lên rất nhanh, Văn Quyết có người. Đó là đồng dành cho Hà Nội. Đó là điều mà chúng tôi đã nhắc tới. Mọi thứ có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Văn Quyết lướt lên như một cơn gió vượt qua cả thủ môn Bình Ngọc và sau đó dứt điểm vào lưới của Hoàng Anh Gia Lai. Gừng càng già càng cay, và Văn Quyết một lần nữa lại chứng tỏ mình cũng trong một trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai. Hà Nội đã vươn lên dẫn trước. Khi mà mọi thứ đang rất hợp lý với Hoàng Anh Gia Lai thì họ lại để thủng lưới bởi một pha bóng tương đối đơn giản. Rõ ràng là Văn Quyết cực kỳ chủ động khi chứng kiến tiếng tranh chấp đầu tiên của đồng đội. Anh băng lên một cách âm thầm, và đó là thời điểm mà các hậu vệ của anh Gia Lai không có ai để ý tới tình huống này, khi mà Văn Quyết đã có được khoảng trống và thể hiện được tốc độ bứt phá của mình. Tỷ số là 1-0. Hai cầu thủ phòng ngự của câu lạc bộ anh Gia Lai quá tập trung vào Oma, và họ đã để lỏng với Văn Quyết ở phía sau. Niềm vui từ băng ghế huấn luyện của câu lạc bộ Hà Nội cũng như là trên khu vực khán đài B, khu vực của
các cổ động viên đội chủ nhà. Bàn thắng sẽ giúp cho trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Di Mario, Oma, không được. Đó lại là phong vào của Văn Quyết. Tương đối cân bằng, phải nói là như vậy. Mỗi đội có những điểm mạnh khác nhau. Dù vậy thì bàn thắng vừa rồi của Văn Quyết sẽ làm thay đổi khá nhiều điều. Lại là sai lầm của Kelly. Văn Quyết rồi dành cho Oma. Oma và Ribario. Ribario 2-0. Và lại là sai lầm cá nhân dẫn tới bàn thua dành cho Hoàng Gia Lai. Mọi công sức của họ trong vòng 22 phút thi đấu đầu tiên đã đánh mất đi quá nhanh. Khi mà trong một trận đấu đỉnh cao, người ta khó có thể chấp nhận những sai lầm cá nhân dù là nhỏ nhất. Thì chỉ trong vòng có ít phút thôi, hàng phòng ngự của anh Gia Lai đã gần như là tặng cho đối phương cả hai bàn thắng của mình. Thẻ vàng dành cho Di Mario với hành động ăn mừng bàn thắng vừa rồi. Nhưng Di Mario một lần nữa đã ghi bàn thắng vào lưới của đội bóng cũ. Anh đã từng ghi hat-trick vào lưới của anh Gia Lai trong màu áo của Thanh Hóa. Còn ngày hôm nay là bàn thắng đánh dấu pha lập công đầu tiên trong một trận đấu chính thức ở màu áo của đội bóng mới. Và đó là bàn thắng vào lưới đội bóng cũ của anh. Đội bóng mà anh đã chơi 13 trận và không thể ghi được một bàn thắng nào. Tỷ số là 2-0. Mục tiêu của Hà Nội đặt ra ở trận đấu này chắc chắn là 3 điểm trọn vẹn. Họ muốn đánh dấu sự trở lại của họ trong cuộc chạy đua tới ngôi vô địch. Và khi thể thức của V-League đã thay đổi thì bất kể một đội bóng nào cũng không được phép chủ quan. Hà Nội đã dẫn trước 2-0. Bây giờ thì các cầu thủ Hà Nội đang vô cùng thoải mái. Tuy nhiên thì có thể thấy là họ sẽ không muốn dừng lại tại đây. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, chúng ta có thể nghe rất rõ lời chỉ đạo của ban luyện câu lạc bộ Hà Nội, không được phép dừng lại. Trọng tài xua tay. Chân trái, không vào. Thêm một cội nữa bị bỏ lỡ. Nhưng xét về độ tập trung thì Hà Nội vẫn đang nhỉnh hơn so với Hoàng Gia Lai. Khi trọng tài không cắt còi, họ ngay lập tức quay trở lại với tình huống bóng. Và đó là pha bóng mà hàng phòng ngự của Hoàng Gia Lai đã có phần chữ lại. Hãy cùng xem lại tình huống này. Đã được thực hiện bởi Đông Dung. Đá phạt góc của Triệu Việt Hưng. Tiếng còi đã cất lên trước khi mà Văn Toàn tung ra cú sút. Người đã bị phạm lỗi đó là Thành Trung. Sẽ cùng trở lại với sân vận động Hàng Đẫy để tiếp tục theo dõi hiệp 2 trận đấu giữa hai câu lạc bộ Hà Nội gặp Hoàng Anh Gia Lai. Trận đấu trong khuôn khổ vòng đấu thứ 3 của IOS V-League 1 2020. Cầu thủ số 71 rời sân. Cầu thủ số 8 Trần. Trong hiệp 2 trận này thì các cầu thủ chủ nhà câu lạc bộ Hà Nội sẽ chân sân thành phía bên phải màn hình của quý vị và các bạn cho những phút trọng tài còn lại. Đá phạt Minh Phương. Vừa chạm đầu Kelly. Là giải pháp mà huấn luyện viên Linneun đang hướng tới ở hiệp 2 này. Người đã theo kèm với Kelly đó là Moses. Đây là giai đoạn mà với sự thiếu hụt trầm trọng ở các vị trí trung vệ, Hà Nội đang cố gắng tạo ra đội hình lấy công cứu thủ, có lẽ là như vậy. Trong hiệp 1, Quang Hải. Và chạm giữa Kelly và Quang Hải. Đá
Hoàng Hải, Di Mario, Oma vẫn đang là cầu thủ Hà Nội. Không được. Di Mario đã bị thổi phạt. Trước đó thì anh đã phải nhận một chiếc thẻ vàng trong hiệp một bằng hành vi ăn mừng có phần khiêu khích của mình. Chúng ta sẽ cùng xem lại phối hợp giữa Di Mario, Oma và Văn Quyết. Quang Hải và bàn thắng tỷ số vào lưới của Malaysia tại trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 là một minh chứng tiêu biểu. Hồng Duy, Oma, Hùng Dũng không hề việt vị, di chuyển rất thông minh. Đang là Hồng Dung, Quang Hải có thể dứt điểm. Đáng tiếc là chạy bóng lại đi bò sang ngang. Trận chịu đọc hơi xa một chút. 10 phút thi đấu của hiệp 2 đã trôi qua. Hà Nội vẫn đang chiếm ưu thế. Ta sẽ được xem lại cú đá của Quang Hải và sự tiếc nuối của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Một trận cầu mà ba lãnh đạo và cao thủ Hà Nội muốn đánh dấu cho sự trở lại của họ. Triệu Việt Hưng, Mêbô Vích, Di Mario, quá người, tốc độ của Di Mario rất mạnh mẽ. Di Mario đối mặt, Di Mario 3-0 cho câu lạc bộ Hà Nội. Chỉ cần vậy thôi, Hà Nội đang làm chủ hoàn toàn mọi thứ trên sân vận động Hoàng Đẫy. Cú đúp của Di Mario, bàn hợp đồng mới của câu lạc bộ Hà Nội đã chứng tỏ giá trị của anh. Khi mà tinh thần thoải mái, Di Mario sẽ trở thành một trong những chân sút nguy hiểm bậc nhất của V-League. Vừa rồi là một pha bóng mà anh đã thể hiện được tất cả những kỹ năng cá nhân của mình. Tình huống không chơi bóng đầu tiên tốt, xoay người làm động tác giả, vặn sườn hậu vệ đối phương và dùng tốc độ, khả năng cản lướt vượt qua Đam Mê Mimovic, đồng thời tự tin dứt điểm, đánh lừa tình huống bắt bài của Bỉu Ngọc. Ta sẽ cùng xem lại tướng này gọn gàng và mạnh mẽ. Đó là những gì mà người ta chờ đợi ở Di Mario. Bỉu Ngọc đã đổ người quá sớm. 3-0 dành cho câu lạc bộ Hà Nội. Năm 2018 thì Hà Nội đã có 5 bàn thắng vào lưới của Hoàng Anh Gia Lai trên sân Hàng Đẫy ở trận đấu lượt đi. Và bây giờ thì họ đã có 3 bàn thắng vào lưới của Anh Gia Lai ở mùa giải 2020. Chuyền bóng là Minh Vương và Hồng Duy. Đá phạt của Minh Vương. Đó là những tướng dứt điểm hiếm hoi. Việc cả một hiệp đấu đầu tiên không thể có được một cú sút nào bên cạnh đối thủ điều vô cùng thất vọng. Và đây là phản công dành cho câu lạc bộ Hà Nội. Rất nhanh, Di Mario di chuyển rất nhanh. Vẫn đang là Di Mario. Di Mario không vào. Suýt chút nữa tỷ số đã là 4-0. Đúng là chơi như thế này thì Hoàng Anh Gia Lai còn có thể để thua thêm nhiều bàn thua nữa. Họ bế tắc trong tấn công.
và để lộ quá nhiều khoảng trống ở phía sau. Một trong những mảnh đất hứa với những tiền đạo có tốc độ như là Romario. Hãy cùng xem những bước chạy của Romario vô cùng mạnh mẽ. Xuất phát ở phía sau nhưng vượt qua Tuấn Anh và nắm bắt được cơ hội dứt điểm. Romario, không hiểu điều gì vừa xảy ra. Đó là một quả bóng mà người ta có thể nói là Romario đồng đội. Nhưng với những người đồng đội mới của anh thì họ không nghĩ rằng Romario lại xử lý như vậy. Không hề có lỗi việt vị. Đối mặt với thủ môn và vẫn muốn dành cơ hội cho Hùng Dũng. Nhưng đó là một quyết định không hợp lý một chút nào. Romario đối với thủ môn Bỉu Ngọc. Tâm lý thi đấu thoải mái cùng với một thế trận có thể nói là vô cùng thuận lợi giúp cho cao thủ huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm thực hiện những pha phối hợp như thế này. Đó là cú sút được thực hiện bởi Văn Kiên. Không có phản xạ của thủ môn Bỉu Ngọc. Tay của anh Gia Lai đã phải dùng lên lần thứ tư. Bàn thắng nữa thì Romario sẽ lần thứ hai lập hat-trick vào lưới của đội bóng cũ. Phút thứ 75. Tỷ số đang là 3-0. Romario, Hùng Dũng, sút bóng và xoay sở và dứt điểm về phía góc gần. Như vậy là theo thống kê từ ban tổ chức, sân vận động Đại Hình ngày hôm nay đã đón tiếp 12.000 khán giả. Tiếp theo
câu lạc bộ Hà Nội sẽ tới làm khách trên sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trong khi đó Hoàng Anh Gia Lai trở về sân nhà và đối thủ của họ sẽ là câu lạc bộ Dương Nam Hà Nam Định. Hãy cùng xem lại một lần nữa pha bóng đã dẫn tới cú đúp của Ri Mario. Bóng thể hiện tất cả những kỹ năng tốt nhất của tiền đạo này. Phần nào đó thì nhìn những bước chạy của Damir Bebovic, người ta cũng thấy rằng trung vệ này đã tương đối chậm chạp so với mùa giải năm ngoái. Cú sút vừa rồi thuộc về Trevor Watt. Thành Lương đã được đưa vào sân để thay thế cho Ri Mario. Như vậy là Ri Mario chưa thể có cú hat-trick thứ hai vào lưới của đội bóng cũ. Tạo ra cơ hội dành cho Nguyễn Văn Đại. Để nói là bàn thắng của Văn Quyết đã mở ra tất cả cho câu lạc bộ Hà Nội vào thời điểm mà họ đang khó khăn nhất trong những giải pháp để hướng tới khung thành của Bùi Ngọc. Tương đối bất ngờ với cái cách mà anh Gia Lai đã có thể chơi được trên sân hàng đấy ở khoảng 20 phút thi đấu đầu tiên. Nhưng chỉ cần bàn thắng của Văn Quyết thì Hà Nội đã đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo. Đang là Thành Lương. Ba lần liên tiếp Tuấn Anh cản phá những quả tạt của Thành Lương. Trận đấu đã bước sang phút thứ 80. Nguyễn Văn Đại vẫn không vào. Lại là một pha xử lý ngẫu hứng của Quang Hải. Nỗ lực của Minh Vương nhưng không kịp. Văn Công đã có một pha bóng thể hiện được khả năng quan sát. Anh Văn Tà rất nhanh. Trọng tài đang để cho Hà Nội được ngược phép lợi thế. Thành Lương. Vẫn còn. Cú sút. Không tới được để Quang Hải có được cú sút. Là không có cơ hội cho Hoàng Gia Lai ở trận đấu ngày hôm nay. Đây là quả đá phạt góc thứ 8 dành cho đội chủ nhà. Sút bóng. Rồi đang liên tiếp được dành cho Quang Hải. Trong trận đấu ngày hôm nay, mọi thứ sẽ là trọn vẹn với từ tập thể cho tới cá nhân của câu lạc bộ Hà Nội. Văn Thanh. Minh Vương,
Văn Toàn. Góc sút đã bị thu hẹp. Thành Lương vẫn là những pha xử lý đầy kinh nghiệm. Tách ra. Ba trung vệ họ đã chơi khá tốt ở khoảng 2 phút đầu tiên, nhưng mọi thứ nhanh chóng sụp đổ sau bàn thua đến từ tình huống dứt điểm của Văn Quyết. Mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Đến tiền vệ thì các tiền vệ của Gia Lai chơi lung tung, họ khó có thể thành công nếu chỉ dựa vào một mình khả năng bao quát của Tuấn Anh. Người chơi ở xung quanh như là Triệu Việt Hưng cải thiện mình tốt hơn. Kết quả này là hợp lý với những gì đã diễn ra trên sân hàng đây. Và là viên của Văn Kiên. Cơ hội quá ngại, không đủ mạnh. Dù đá vào có phần hơi lỡ trớn nhưng Quang Hải vẫn nỗ lực để có thể kiểm soát được trái bóng. Kết quả của các trận đấu diễn ra ở vòng đấu này, vòng đấu mà V-League chính thức trở lại sau gần 3 tháng nghỉ. Hải Phòng hòa 0-0 với Thành phố Hồ Chí Minh. Dược Nam Hà Nội để thua Viettel trên sân nhà với tỷ số 1-2. 0-0 cũng là kết quả của cặp đấu giữa Sài Gòn gặp BKMX Bình Dương. Kelly sút bóng, sẽ có phạt góc. Tăng cơ ở Thanh. Tăng cơ hả? Rồi thấy là Văn Thanh đã chậm chạp hơn ở hiệp 2 này, và anh có lẽ sẽ không thể tiếp tục để hoàn thiện trận đấu này vì thể lực đã đi xuống và đã có dấu hiệu bị căng cơ. Đã phạt góc của Minh Vương quá đơn giản. Văn Thanh hầu như chỉ còn đi bộ, và ban luyện của anh Gia Lai thì vẫn chưa sự điều chỉnh. Trevor Watt vượt qua được Văn Kiên. Hậu vệ của câu lạc bộ Hà Nội vẫn kịp thời can thiệp ở nhịp cuối cùng. Trả bóng cuối cùng là Kelly. Đây là cú đánh đầu thứ hai của anh ở hiệp đấu này. Nó không thể tạo ra được một dấu ấn nào cả.
Văn Anh. Anh được đưa vào sân để thay thế cho Trevor Watts. Văn Toàn, mục tiêu kiếm một bàn thắng danh dự. Đó là pha thoát xuống của Văn Anh, cầu thủ mới được tung vào sân. Không hiểu là Hoàng Gia Lai sẽ làm thế nào, thay đổi những gì để có thể hướng tới những mục tiêu cao hơn. Với những cuộc đối đầu trực tiếp với các đội bóng lớn, hầu như luôn khiến cho các cổ động viên phải đối mặt với tình trạng như thế này. Đã được đưa vào sân để thay thế cho Đỗ Hùng Dũng ở những phút cuối. Thành Lương. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận đấu này, kết quả đã an bài với thắng lợi thuộc về câu lạc bộ Hà Nội. Và nếu như tận dụng cơ hội tốt hơn thì đội bóng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã có được nhiều hơn 3 bàn thắng. Một lần nữa thì Hoàng Gia Lai không có được kết quả có lợi trên sân vận động Hàng Đẫy. Văn Anh, không phải đó là Bảo Toàn. Như vậy thời gian đá bù giờ của hai là 3 phút. Dành cho Anh Gia Lai kể từ đầu trận khi mà thủ môn Văn Công đã có một tình huống chọn vị trí không tốt. Vẫn chưa có một bàn thắng danh dự cho Anh Gia Lai. Viettel và Sông Lam Nghệ An, những đội bóng đã có được 7 điểm. Với thể thức thay đổi của V-League cho mùa giải 2019, sẽ còn nhiều điều phải làm với Hoàng Anh Gia Lai. Hà Nội phần nào đó vào lúc này tập trung vào việc gia cố hàng phòng ngự, chờ đợi các cầu thủ những giải pháp thay thế vững chắc hơn. Còn về hàng tấn công, họ đã trở lại mạnh mẽ nhất trong trận đấu ngày hôm nay.
chân sút mới, Romario đã lên tiếng bằng một cú đúp. Roma sẽ được chia lửa tuyến đầu. Quang Hải. Lỗi việt vị. Chỗ này là 3-0, Hà Nội vượt qua Hoàng Gia Lai một cách thuyết phục để vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng. Trong khi đó thì màn trình diễn thất vọng ngày hôm nay đã khiến cho đội bóng của huấn luyện viên Lee Tae-hoon phải tụt xuống vị trí thứ 9